Rồi, rồi ok, được rồi. Được chưa? Mình bước rồi nhé. Rồi, có lại rồi ta. Có lại. Đây này, có lại rồi này. À, xin lỗi tất cả các bạn, vừa nãy là coi như là đang live thì là ở coi như cộng sản cắt cáp mấy chục giờ còn xuống bảy không đúng rồi, rớt mạng Mai Dương. Nói chung là cái bài của Mai Dương hôm qua đưa lên nói về cái đặc khu kinh tế rất là hay. Nhưng mà có một cái vấn đề rất là quan trọng nữa mà coi như là Mai Dương toàn đưa những cái thành công của những cái đặc khu kinh tế thôi. Nói chung là mình phải tính nghĩ rằng cái đặc khu kinh tế có cả thành công và cũng có cả thất bại nữa. Nhưng cái vấn đề là quan trọng là mình đưa được những áp dụng được những chính sách mới. Tôi lấy ví dụ như các bạn này, một cái chính sách rất mới chẳng hạn mà ví dụ như áp dụng vào trong cái Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh thì những chính sách đó có khả năng thành công và cũng có khả năng thất bại. Thì nếu mà thất bại chẳng hạn ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội hoặc một số tỉnh khác thì nó sẽ kéo cái tụt cái nền kinh tế của mình xuống. Nhưng ví dụ thất bại ở những cái đặc khu kinh tế thì chỉ vỏn vẹn ở trong cái đặc khu kinh tế đó thôi. Thế đấy, thì tôi nói với các bạn là cái tác dụng là tốt nhất của cái đặc khu kinh tế đấy là để cái nơi thử nghiệm những cái gọi là cái chính sách về những kinh tế, chính sách đột phá nhé, về những về kinh tế. Thì là trong buổi tối hôm nay ở cái kênh của Bình Dương ấy thì là chúng tôi sẽ cùng nhau phân tích rất là rõ. Còn cái bọn chống cộng cực đoan chúng nó hoặc cái mình nhất là cái bọn dân chủ cuội trong nước, toàn những cái thằng coi như là nó có biết gì về kinh tế đâu, đúng không? Bắt đầu nó đi phân tích về kinh tế mà nó cố tình coi như là nó xuyên tạc lại cái mà cái chính sách của mình. Nó cứ nói là coi như là bán đất cho Trung Quốc 99 năm, cái mả mẹ nó 99 năm đấy, nước nào vào thuê thì thuê, đúng không? Thuê nhưng mà tùy từng dự án. Tùy từng những dự án mà mình quyết định là cho thuê maximum bao nhiêu năm. Ví dụ như ở Thành phố Hồ Chí Minh nhé, hiện nay cái chính sách của nhà nước mình ở trong cả nước ấy, đã cho thuê coi như maximum là 70 năm. Nhưng mà chỉ có công ty Formosa được thuê 70 năm thôi, còn các công ty kia được 40 năm, 30 năm, 50 năm. Ai em đang hỏi ai? Hạ Bá Dương nè. Cho nên là muốn kinh tế phát triển là không là muốn coi như không có những cái đột phá của những nền của kinh tế thì làm sao mà kinh tế phát triển được, đúng không? Cho nên là những cái đặc khu kinh tế có phải là bây giờ trên thế giới Việt Nam mới mở đâu, hàng tỷ nước người ta mở rồi. Đấy, Trung Quốc người ta mới khu thẩm quyến nhá, các bạn biết là mở trước năm 1990 nhá. Mà bây giờ nhá, đặc khu kinh tế thẩm quyến một năm GDP của nó 264 tỷ đô la, đấy các bạn biết không? Nó ngang ngửa với lại GDP của cả nước Việt Nam mình luôn. Đấy, cái sự thành công của cái đặc khu kinh tế này, nói chung là sau này chẳng hạn nó sẽ làm cái đầu tàu để cho một số cái tức là làm cái đầu tàu cho đất nước Việt Nam phát triển. Mấy cái thằng sư ba que với mấy thằng dân chủ cuội trong nước bây giờ chúng nó cứ bám vào nó bảo là bán đất cho Trung Quốc 99 năm. Tất nhiên là trong cái tôi nói với tất cả các bạn trong cái cuộc họp quốc hội đang tiến hành ấy, bây giờ có rất nhiều những ý kiến phản biện, mà từ những ý kiến phản biện ra thì bắt đầu mới sửa vâng sửa được một bây giờ ở gần anh mà vô không được nè, tức là ra được một cái luật của cái đặc khu kinh tế hay nhất. Bây giờ anh không tin, bây giờ anh không tin anh ra anh đứng ngay cái lan can của anh đi Dương Phú ra nha, nói với đang ngồi ở ngay bến trên đồn nè. Vâng, đúng rồi. Thấu hồn mà. Nhưng khổ quá ông. Anh coi như đại lì lại không uống được bia cho nên muốn tra tấn, không biết tra tấn kiểu gì đây. Hôm nay coi như là Duy Nguyễn đã chỉ cho mấy chỗ massage rồi. Đấy. Chỉ cho mấy chỗ massage coi như là ở đường Cộng Hòa hay là ở cái đường
Cao Thắng đường Trần Hưng Đạo đấy, đấy thì tra tấn bằng cái đó thôi. Đúng rồi, mà ừ. Sài Gòn đi, ừ. thì đi massage là chuyện bình thường, có gì đâu. Kìa mày Dương bảo uống rượu đi kìa. Ừ. Coi như là đen thì coi như là hôm nay rượu bia thì không tra tấn được rồi, mình vì là không uống. Cho nên là tối nay đưa đen thì vào cho mấy cái cô massage tra tấn kiểu ấy thôi. Dạ thôi. Dạ này em lên núi em tu lần. Vâng. Đúng rồi, mình ngồi ở đây thì nó hơi ồn. Thì ở đây là ở gần như ngoài trời. Rồi xin mời đồng chí Bình Dương. Mỗi người thay một tí. Chào các anh chị, chào các bạn. Đúng không? Thì nãy giờ các anh bạn anh cũng có nhận định về cái vấn đề hot 995 đúng không? 995. Thì các anh chị cũng hãy nhận động cái sự nhận định của mình về cái việc 995 nó như thế nào nhé. Rồi tối nay trên cái diễn đàn của em đi, em sẽ chia sẻ nhiều hơn. Còn hôm nay thì coi như là đón chào anh Danny đã về Việt Nam Sài Gòn bằng một cơn mưa. Nhưng mà khổ nói anh Danny thì anh lại không uống bia, anh càng, uống nước ngọt. Càng ướt bao nhiêu thì tình cảm coi như càng ướt át bao nhiêu gì đâu. À, xin mời anh Danny ngồi đây để nói mới nói chuyện với bà con, nói chuyện với anh em. Nhưng mà chỉ đứng yên chờ em được. Nguyễn Văn Thiệu ơi, thì trên tinh thần là mình nói theo cái kiểu bao que ha, bao que thì đã đảo 995 đúng không? Ừ. Thì thôi anh em mình hôm nay gặp nay. Vâng, xin chào Trần Quang Cường. Gặp nhau ở đây thì lên ăn mừng Việt Nam. Chào anh Tiền Động. Hôm nay coi như là anh em ở đây coi như là thứ nhất là gặp anh Danny, thứ hai là chúc mừng Quốc hội đã thông qua cái như là cái luật hành chính của đặc khu, gọi là của đặc khu kinh tế Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn đúng không? Mình còn cho mấy thằng coi như là dân chủ quậy coi như là chúng nó thấy đất nước Việt Nam phát triển. Thế thứ nữa là coi như là chúng nó tức ói máu ra luôn. Hôm nay là ăn mừng. Đó, xin chào Bảo Trâm. Vì cái mưa cái hai này này. Oh. Đó, chuẩn bị vô. Đây. Thôi mà em là em Úc mà có sao mà lại mà chờ. Cảm ơn Đây. Anh trai nha, anh dạ. Trai. Rồi xin chào Hami. Xin chào Minh Lực. Anh Nguyễn Nhàn mà anh được ở đây. À vâng, xin chào bạn Nguyễn Ngọc Bảo Trâm. Đây anh dịch chỉ cho anh. Anh dịch chỉ. Gì đấy con? À, Dương Viễn hôm nay là coi như đi đám cưới. Đám cưới. Đi ăn về rồi mà. Được không? Hôm nay coi như là đi đám cưới không tới được. Lưu Ly nay cắt tóc đẹp trai. Không. Đúng rồi, phải cười phớt lớn. Anh Việt Bình Dương anh nói gì cái thằng Hòa Bình nữa mà. Nói tôi nói với Nguyễn Văn Thiệu nha, Bình ủng hộ 999 năm cơ chứ không phải 995 đúng không? Có một thằng nào nó mang cỡ khoảng độ 500 tỷ đô la nó vào đây nó đầu tư cái đặc khu, Bình ủng hộ cho nó 999 năm luôn. Và sự thật thì nhà nước ta và nhân dân ta đang kêu gọi đầu tư vào Việt Nam để thứ nhất là có thuế để xây dựng những cái
cơ sở hạ tầng nó càng hiện đại hơn và nó càng vững mạnh hơn. Thì cái đó là chúng ta cần phải cổ vũ, chứ làm sao mà chúng ta lại phải thì tìm như những cái bọn là chống cộng cực đoan, hoặc là những cái bọn mà bất đồng chính kiến ở trong nước, chúng nó cứ thường xuyên là mang lên để nó bôi nhọ thôi, không có một cái gì là sự thật hết. Ông Bá Thi ông cứ dùng những cái ảnh chứ còn thì thực ra mà nói thì bây giờ trong anh em chúng ta là cái gì cũng thế, cái lý tưởng của anh em chúng ta mà hiện nay là đang là những người ở trong nước, không ai nhìn rõ về đất nước mình hơn những cái người hiện nay đang ở trong nước. Dù là chúng ta phải khẳng định một điều rằng những cái người mà ở trong nước mà người ta bất đồng chính kiến, người ta bôi nhọ đó, đó là những cái người mà ít nhiều họ đã có những cái dấu vết và về vi phạm pháp luật, hoặc là những cái gì đó mà họ bị sa thải, hoặc là bị cái những cái vấn đề về xã hội. Cho nên là mà thậm chí là có những kể cả những cái bọn nó bị thần kinh đó, đó. Thì, ví dụ như mấy cái bạn vâng đấy là anh Vinh Đỗ bạn ơi, cái bạn giáo dân mà cầm khẩu hiệu để bôi nhọ nhà nước Việt Nam, bôi nhọ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là những cái người mà họ bị lợi dụng để mà họ có những cái hành động coi như là chống lại nhà nước, thì chúng ta cần phải lên án và chúng ta cần phải vạch mặt. Đấy là như vậy. Chính vì vậy là những người ở nước ngoài thì theo quan điểm của tôi là cũng lên có những cái gì con mắt nhìn nhận khác đi về đất nước, để mà xây dựng một đất nước coi như tươi đẹp hơn. Chứ còn bây giờ để mà nói là những cái người mà cực đoan mà vẫn cứ có những cái thù hằn với đất nước mình thì họ cũng chẳng làm gì được, họ chẳng làm gì được cái đất nước này. Nói cho rõ ràng là như vậy, họ dù có trăm mưu ngàn kế hoặc này dù bôi nhọ thế nào chăng nữa thì cái đất nước này đi lên vẫn là đi lên, chứ không thể vẫn đang ổn định, chứ không thể coi như là vì những cái đó. Vậy thì chúng ta là những người ở trong nước thì chúng ta có trách nhiệm là truyền đạt hoặc là chia sẻ những cái hình ảnh của đất nước tươi đẹp để cho họ dần dần họ sẽ có cách nhìn thay đổi khác về đất nước ta. Đấy là quan điểm của anh em chúng tôi là như vậy. Và trên thực tế thì đã có những người, đây là một minh chứng thực tế, là lần trước thì có bạn Lợi Minh, lần này thì có bạn Danny Nguyễn đã coi như là nhìn thấy sự thực về những cái điều mà chúng ta đã chia sẻ, và hôm nay thì về đây để cùng chúng tôi coi như là vui với nhau, coi như gặp gỡ nhau để hiểu nhau hơn, và sẽ về khi trở lại Mỹ thì họ sẽ có những cái tiếng nói để mà họ mời anh để mà truyền đạt lại với những cái người mà người ta vẫn còn có những cái quan điểm trái chiều ở nước ngoài. Đấy là một cái sự ủng hộ tốt. Đấy, quan điểm của anh em chúng tôi là như vậy. Cho nên chúng tôi cũng tổ chức một cái buổi đón tiếp này. Tuy rằng là trong khuôn khổ thì nó cũng nhỏ thôi. Nó cũng không vì điều kiện là nó cũng chưa được ấy lắm, nhưng mà đây là cũng và chúng tôi đón tiếp Randy bằng một cái trận mưa ở Sài Gòn rất lớn, nhưng mà xin nhấn mạnh với mọi người là chúng tôi đi không bị ngập lụt, không có gì hết ạ, không có bị ngập lụt, vì rằng là tuy là người thì ướt đất, nhưng mà nó nói lên là dù chúng ta ở Mỹ hoặc là ở những cái, tôi là một người ở cũng là một cái tỉnh xa, nhưng cố gắng coi như về để coi như gặp mặt nhau để mọi người thấy rằng là tất cả những người ở hải ngoại về khi mà có cùng một cái quan điểm ở quận Tư Tân Hữu ơi, có cùng một cái quan điểm cùng yêu cái đất nước Việt Nam này,
và bằng cái tình yêu thật sự thì chúng tôi sẵn sàng giang tay đón nhận và chúng tôi sẽ tiếp đãi. Đấy là quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng như vậy. Thế xin mời anh Bằng Nguyễn tiếp tục. Vâng ạ. Ở đây có một cái hôm nay buổi gặp mặt này có nữ tướng Bích Phượng, thì mời các bạn nghe Bích Phượng tâm sự. Cho anh cái ly đá. Đấy, em chỉnh cho nhau để cho. Rồi. Cái đó kìa. Đó. Cái này nhà để rồi. Cái đó là đó em. Đó đi. Mà Dương Hồ em muốn ăn với các anh chị à. Vô đây em. Vô đây ăn. Vô. À, xin kính chào toàn thể các bạn nha. Ngày bữa nay cũng có anh trai Danny bên Mỹ về. Thì tất cả anh em thì nói chung là với anh Vinh Đỗ và anh Bằng Nguyễn thì mỗi người ở một nơi, nhưng mà anh em thân nhau lắm, có duyên và mình tìm gặp đến nhau thôi, thì cũng như tất cả các anh em trên Facebook thôi. Nếu như tất cả các anh em có hòa nhập và hòa hợp chung một tấm lòng yêu nước á, thì chúng ta sẽ gặp. Còn như mà yêu như cái kiểu bên VHK đó là không dám. À, được rồi Mai Dương. Còn kiểu yêu như VHK là không dám đâu. Bích Phượng không dám chơi. Chào Quang Đỗ. Dạ rồi, anh Vinh nhìn em. Anh Đào Nguyễn anh ấy hiền lắm. Anh rất đẹp trai mà hiền nữa. Được rồi, tí đó anh Bằng anh uống giùm cho. Ai mà không có mặt thì để anh Bằng Nguyễn anh tiếp hết, anh uống hết giùm cho. Uống không hết thì để anh Vinh Đỗ. Anh Vinh Đỗ uống cho. Không sai đâu. Tiểu lượng của anh Bằng với anh Vinh Đỗ đây là không thể sai được. Các bạn cứ nhờ anh uống cho. Không sai được. Anh uống đi, anh ngồi đây uống đi nè. Để ra hết rồi. Ra đá hết rồi. Chào Nhã Linh nha. Chào Hà My. Cho uống với ha Nhã Linh. Nhã Linh ở đâu vậy? Nhã Linh xuống xe thành phố Hồ Chí Minh chơi đi Nhã Linh. Về Việt Nam rồi mà cứ hô gặp chị Bích Phượng mà không gặp ha Nhã Linh ha. Anh uống đi. Dạ được rồi. Em chúc em uống. Dạ thương quay đi thương xong nó đi em. Dạ được. Phát biểu nó đi, phát biểu nó đi. Dạ em đang nói. Để cho bà con nhìn đấy. Chào Hồ Xuân Hòa. Ở Bình Dương sao không xuống chị? Mai xuống chơi đi. Chào Nguyễn Ngọc Bảo Trâm. Chào Tâm Võ. Chào em trai nha. Chào Nguyễn Ngọc Bảo Trâm. Nhã Linh muốn tham gia kìa anh Bằng ơi. Em máy anh em không. Em không biết bấm. Rồi, em chú bỏ nha. Cho anh Danny nữa kìa. Có anh Danny nữa kìa. Chị Phượng, ôm hôn anh Danny. Ôi trời ơi. Anh em mà, anh trai.
này suối là làm thiệt nha. Anh trai không được. Em Dương suối là làm thiệt đó nha. Chào gì? Tuyên Dông hả? Tuyên Dông. Tên viết không có dấu thì chị đọc vậy. Chị giờ mất lít rồi em. Chị mất lít Bích Phượng rồi. Thật ra chị đang mượn lít chị xài. Em ơi, đang thêm là gì em? Anh lên không được rồi. Anh không. Cái này gọi lại. Không, cái cô nãy cũng muốn lên. Dạ Linh. Dạ Linh muốn dạ lên. Đúng rồi, nhưng mà em gọi rồi mà gọi không được. Dạ Linh em ok lại đi em. Không được em. Cho em lên kìa. Cho địa chỉ hả? Rồi rồi, chúc chị. Chúc vô Messenger nhắn địa chỉ nha. Khách mời từ chối. Từ chối hả? Dạ. Mời bà con vô đông đông cho vui nhau. Vô đông đông. Vô, lâu ngày mới có em Bích Phượng lên phát biểu nè. Vô đông đông mà anh ta chẳng chịu xuất hiện ra để. Xuất hiện nãy giờ đứng quá trời bên kia. Để nói chuyện. Thôi giờ để em đại diện đi ha. Dạ. Để em đại diện đi. Vậy thôi từ chối. Em để kinh cái máy ra để hai người. Có anh, có thấy, có thấy. Chào Nguyễn Thị Cúc nha. Quay máy ra để cho em nhìn mới. Nhìn thấy mới chứ. Sao vô không được? Nhã Linh vô không được. À bên đây người ta bấm mời mà Nhã Linh không thấy em vô. Chị để quay máy ngang lại chứ đừng để máy dọc. Nói dạ, Nhã Linh quay máy ngang qua nha. À Nhã Linh quay máy ngang đi em. Chào hai Trần Quang nha. Đó. Nhã Linh muốn tham gia video của bạn. Không được. Ủa sao không được không rồi? Có Bình Dương nữa em. Có anh Bình Dương nữa. Không thể kết nối. Không kết nối được em Nhã Linh ơi.